Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn bỏ bữa sáng? Khi còn nhỏ, cha mẹ bạn có thể đã nói với bạn rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn bữa sáng lành mạnh có liên quan đến việc hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn trong ngày và chất lượng chế độ ăn uống tổng thể tốt hơn. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là không phải ai cũng có thời gian để ăn sáng. Ngoài ra, nhiều người thích nhịn ăn vào buổi sáng và ăn bữa đầu tiên vào cuối ngày. Nhưng điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn bỏ bữa sáng? Để tìm hiểu vấn đề này, hãy trò chuyện với các chuyên gia dinh dưỡng để nghe họ chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình về những hậu quả tiềm ẩn đối với sức khỏe khi nhịn ăn vào buổi sáng. Ăn một bữa sáng cân bằng, lành mạnh vào buổi sáng có thể mang lại những điều tuyệt vời cho sức khỏe của bạn. Đó là vì bữa sáng không chỉ là một bữa ăn, nó là chất xúc tác khởi động quá trình trao đổi chất của bạn, cung cấp năng lượng cho cơ thể và tâm trí khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2018 trên tạp chí Nutrients đã kết luận rằng những người ăn sáng tiêu thụ ít đường bổ sung, nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn những người không ăn sáng. Vì vậy, nếu bỏ bữa sáng khiến bạn bỏ lỡ các chất dinh dưỡng quan trọng, thì những tác dụng phụ nào khác có thể xảy ra mà bạn không biết? Bất kể bạn ăn sáng ở đâu, điều cần thiết là phải hiểu những tác hại tiềm ẩn của việc bỏ bữa sáng đối với cơ thể. 1. Lượng đường trong máu của bạn có thể giảm. Nếu không nhận được chất dinh dưỡng từ bữa sáng cân bằng, lành mạnh, lượng đường trong máu của bạn có thể giảm xuống, khiến bạn mệt mỏi, cáu kỉnh và không thể tập trung. Theo một nghiên cứu năm 2019, những người bỏ bữa sáng có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu kém hơn. Caroline Ian, RD, một chuyên gia dinh dưỡng và chủ sở hữu của Wholesale Nutrition cho biết, vì bạn nhịn ăn suốt đêm khi ngủ nên lượng đường trong máu của bạn đã giảm xuống một cách tự nhiên sau khi thức dậy. Nếu bạn không phục hồi bằng cách ăn một bữa sáng cân bằng, lượng đường trong máu của bạn sẽ tiếp tục giảm trong suốt buổi sáng. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến lượng đường trong máu dao động lớn và mất ổn định, tất nhiên có thể dẫn đến chứng tiền tiểu đường hoặc tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy bỏ bữa sáng có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. 2. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc tập trung. Bữa sáng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cung cấp năng lượng cho não để có một ngày làm việc tập trung. Bỏ qua nền tảng dinh dưỡng này có thể dẫn đến khó tập trung và trạng thái tinh thần mơ hồ. Một nghiên cứu năm 2017 đã quan sát thấy rằng những người tham gia bỏ bữa sáng hoặc ăn bữa sáng không lành mạnh có hiệu suất nhận thức kém hơn trong ngày so với những người ăn sáng lành mạnh. Trita Beck, RD, một chuyên gia dinh dưỡng, nói với ETNT rằng bữa sáng cung cấp cho cơ thể và não những chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết sau một đêm nhịn ăn. Đối với một số cá nhân, bỏ bữa sáng có thể dẫn đến giảm hiệu suất nhận thức, bao gồm cả khó khăn về nhận thức, sự tập trung, trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề. Điều này có thể đặc biệt đáng chú ý vào buổi sáng khi nhu cầu tinh thần cao. 3. Sự trao đổi chất của bạn có thể chậm lại. Bỏ bữa sáng khi cơ thể bạn có nhu cầu nhận calo vào buổi sáng có thể gây phản tác dụng đối với quá trình trao đổi chất của bạn. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể bạn có thể điều chỉnh bằng cách làm chậm tốc độ trao đổi chất, có khả năng dẫn đến tăng cân. Beck giải thích, các bữa ăn thường xuyên, bao gồm cả bữa sáng, đóng vai trò duy trì sự trao đổi chất cân bằng. Bỏ bữa sáng có thể phá vỡ sự cân bằng này, gây ảnh hưởng đến khả năng sử dụng hiệu quả và dự trữ năng lượng của cơ thể. 4. Dấu hiệu đói của bạn có thể trở nên rối loạn. Việc bỏ bữa sáng có thể gây ra cảm giác thèm ăn dữ dội vào cuối ngày, dẫn đến khả năng ăn quá nhiều, khiến việc duy trì cách tiếp cận cân bằng và chú ý đến thực phẩm trở nên khó khăn. Sarah Slitter, MBH, RDN, chuyên gia dinh dưỡng tại Bucket List Tummy, cho biết cơ thể bạn tìm kiếm sự cân bằng. Vì vậy, việc bỏ bữa sáng có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn nhiều hơn vào cuối ngày khi cơ thể bạn cố gắng bù đắp lượng calo bị thiếu. Một nghiên cứu cho thấy những người bỏ bữa sáng tiêu thụ nhiều carbohydrate, bao gồm cả đường bổ sung, tổng lượng đường và chất béo hơn những người ăn sáng đầy đủ. 5. Mức cortisol của bạn có thể tăng lên. Hormone căng thẳng cortisol không chỉ phản ứng với căng thẳng về mặt cảm xúc, nó cũng phản ứng với căng thẳng sinh lý do bỏ bữa. Theo một đánh giá có hệ thống năm 2021 trên tạp chí dinh dưỡng, việc bỏ bữa sáng có thể làm tăng mức cortisol vào buổi sáng, dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn và chất lượng giấc ngủ kém. Ian cho biết, bất kỳ hình thức hạn chế ăn uống nào, bao gồm cả việc bỏ bữa sáng, đều là một dạng căng thẳng về tinh thần và thể chất. Để hệ thống thần kinh của bạn được điều hòa, nó cần được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, khi bạn bỏ bữa sáng, cơ
cơ thể bạn có nhiều khả năng rơi vào trạng thái mất điều hòa, kèm theo lo lắng, nhịp tim tăng cao và cáu kỉnh. 6. Mức năng lượng của bạn có thể giảm xuống. Bữa sáng cung cấp nhiên liệu mà cơ thể bạn cần để khởi động quá trình trao đổi chất và có năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong ngày. Khi bạn bỏ bữa sáng, lượng đường trong máu có thể giảm mạnh, khiến bạn mệt mỏi, uể oải và dễ cáu kỉnh. Theo một nghiên cứu năm 2021, bỏ bữa sáng có thể làm tăng tình trạng mệt mỏi và giảm chất lượng giấc ngủ. Schlitter nói, vì ăn uống là thứ mang lại cho chúng ta năng lượng theo đúng nghĩa đen, calo phân hủy thành ATP, nên việc tiếp tục nhịn ăn qua đêm bằng cách không ăn sáng có thể dẫn đến việc tăng tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, thay đổi tâm trạng và hiệu suất nhận thức kém. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ.